Con tên gì? Con tên là Vũ Hạ Đăng. Rồi con chào cô đi con. Con chào cô. Giỏi, con đang học lớp mấy? Con đang học lớp 5. Nay con hiểu ba con đang đi đâu, đang làm gì không? Rung mà con. Con hiểu ba con đang làm gì không? Ba con đang làm gì đây con biết không? Con biết không? Sao vậy? Sao vậy? Nói cho cô Tường nghe coi sao nè. Sao? Con muốn lấy mẹ. Hả? Con muốn lấy mẹ. Đứt nở rồi hả? Mẹ bỏ hai bố con đi. Ừ. Rồi cô Tường hiểu rồi. À, bố mà tìm được một cái người để mà tìm hiểu rồi sau này mà có thể người đó làm mẹ của con vui không? Không có. Rồi giờ con nói gì với bố nè. Bố ơi bố cố lên nè. Làm sao bố cố gắng đem mẹ về cho con nè. Bố ơi cố lên lấy mẹ về cho con. Rồi chào hai bạn, anh trai giới thiệu trước. Dạ em chào MC chị Cát Tường, bạn gái bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay và quý vị khán giả đang xem truyền hình. Rồi em tên là Vũ Hồng Quang ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? 36 tuổi ạ, quê Phú Thọ. Phú Thọ, mình hiện tại đang làm công việc gì? Em làm kỹ thuật viên bên điện, em làm ở bên Biên Hòa. Vào Biên Hòa lâu chưa? Em vào 2000 năm. Lâu rồi, 15, 16 năm rồi ha. À, bây giờ còn ai ngoài quê không em? Không ạ, mẹ em vào trong này, ở em trong này. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, xin chào chương trình, xin chào chị Cát Tường. Và xin chào anh Quang ạ, em tên là Nguyễn Ngọc Dung. Năm nay 35 tuổi, em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại em làm ở bệnh viện Nhi Đồng 2, em là khoa cấp cứu. Ồ, thì cái giờ giấc làm việc mình cũng hơi cực đúng không? Nó thất thường đúng không? Dạ đúng rồi, thì em làm theo ca. À, mình làm công việc này lâu chưa? Tính đến thời điểm hiện tại là em làm được 11 năm. Nhưng mà em là cái cương vị là gì? Phòng cấp cứu. Điều dưỡng cực lắm phải không? Cực lắm chị. Cực lắm đúng rồi. Vậy là em sinh ra thành phố luôn, quê mình thành phố luôn. Và hiện tại thì gia đình sinh sống ở Hóc Môn. Ba mẹ sống Hóc Môn hết luôn. Ba mất rồi. À, em đang sống với mẹ luôn. À, sống với mẹ và ba chị. Ba người là nhà bốn gái luôn. Sáu chị em gái lận. Trời ơi, xuất sắc. Một chút xíu sơ bộ về thông tin cá nhân thôi. Bây giờ Quang, hiện tại mình cảm nhận rằng mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì trong cuộc sống nè? Nhược điểm của em là hơi nóng tính chút xíu thôi. Em tin Quang mà em nóng rồi em chích điện ta cho chết quá. Em ghét người giả dối ạ. Ưu điểm? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người khác, chăm lo cho gia đình. Ừ. Có tật xấu gì nữa không? Em không ạ. Người không có tật xấu gì hết trơn hả? Wow, quá xuất sắc rồi. Thì mình tạm tin vậy đi, từ từ mình khai thác sao, mình tìm hiểu sao. Tin được không chị? Không biết à, cái này ta hỏi, ta trả lời cho chị cũng không biết à. Rồi, thế còn em thì sao? Điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn. Ừ. À, hát thì tạm nghe được. Có sở thích thể thao như là xem bóng đá, đúng chị? Và có thể chơi cờ như là cờ tướng và cờ vua. Ừ. Còn điểm yếu của em là có thể hơi nóng tính. Hơi nếu như mình gặp người lạ thì phải khó tiếp xúc. Thân tình thì được đúng không? Dạ. Ừ, rồi mấy mối tình rồi Quang? Ba mối tình ạ. Ba mối tình. Hai mối tình đơn phương với một mối tình chính thức. Vô mối tình chính thức nè. Mối tình chính thức và đã bỏ hai bố con em. Ồ, em có cháu rồi. Cháu em bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi? 11 tuổi ạ. Con trai hay con gái? Con trai ạ. À, vậy là đã một lần kết hôn rồi. Dạ. Sống với nhau được bao nhiêu năm? 8 năm ạ. Ly dị bao lâu rồi? Em ly dị 5 năm rồi. Nguyên nhân tại sao vậy em? Cô không biết cô làm việc gì mà gia đình đã bỏ qua nhiều rồi. Bố em mất, em từ nhỏ mẹ em nuôi ba chị em mà cho nên em đã thiếu tình cảm bố rồi. Bây giờ muốn cho con không muốn thiếu tình cảm mẹ nữa, đã tha thứ trả nợ vừa cô còn bỏ đi. Bây giờ không biết cô đi đâu. Ủa, là vợ em đi mà không có nói lời từ biệt luôn. Ừ. Ủa vậy thì ly dị sao? Ly dị chưa? Ly dị đơn phương ạ. Bố độc thân nuôi con thì có vất vả không em? Có gặp những cái khó khăn gì không? Dạ, cũng có lúc mệt ạ. Có nội lo phải không? Bà có hỗ trợ đúng không? Dạ, mẹ em phụ giúp em. Rồi suốt từng ấy năm lý do sao em lại chưa tìm được một cái người khác? Em là đi làm xong tăng ca kiếm tiền về nuôi cháu, xong rồi về lại phụ giúp nhà cửa nữa, cũng không có thời gian. Rồi còn em thì sao ạ? Tính đến hiện tại thì chính thức là chỉ có một mối tình thôi. Quen nhau cũng cỡ được 3 năm.
Sau đó chia tay vì em nhận ra là anh tính hơi cọc cằn. Mình cố gắng mình chấp nhận nhưng mà không được. Không được. Dạ. Nhưng em có ngại lập gia đình với một người đàn ông đã từng gãy đổ và có một đứa con không? Chuyện đó thì em có suy nghĩ chứ, nhưng mà mình sẽ xem xét về vấn đề là về tính cách anh đó có đủ thuyết phục để mình nhấn nút hay không. Dạ. Chứ còn thật sự cũng không phải là quá e ngại gì đúng không? Dạ. Ăn thua là con người thôi phải không? Giữa hai con người với nhau đúng không? Dạ. Rồi, em mong muốn tìm một người bạn trai, một người chồng tương lai như thế nào? Lớn hơn 1-2 tuổi hoặc bằng tuổi, công việc ổn định. Bây giờ em sống với mẹ, mẹ em cũng cứ bệnh hoạn hoài à. Nên nếu mà hai đứa mà ở sống chung và sống chung á thì nhà là phải ở đây. Tại vì nếu như mà mẹ em có chuyện gì em chạy về thì kịp. Em hơi xúc động chứ. Cảm xúc của mình thì mình cứ thể hiện thôi. Em chỉ mong muốn người sống ở thành phố Hồ Chí Minh để em có thể được gần mẹ. Dạ. Mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi? 75, 76. Mà mẹ sức khỏe không tốt hay sao? Dạ. Hiện tại là có ai đang sống cô, còn ba chị nữa mà. Thì có một chị là bây giờ là phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc mẹ. Còn tại vì em là ngành y tế á, vấn đề sức khỏe của mẹ thì em chăm sóc nó thuận tiện hơn. Ừ, chị hiểu rồi. Em đang ở Đồng Nai. Đồng Nai đoạn nào vậy em? Em chỗ vòng xoay Tam Hiệp ạ. À, Amata hả? Trung vừa, à, gần đó đúng không? Sự từ đây chạy xuống đó thì phải tầm 1 tiếng thôi. Giống như chị nói, tất cả các khó khăn nếu cho ta thực sự rung động thì vẫn giải quyết được. Nhưng mà đây là cái mong muốn của em là như vậy ha. Còn điều gì nữa không? Về ngoại hình hay về tính cách của một người đàn ông em cần điều gì? Hồi nãy vô, chị vừa nói em là bạn nữ bên đây cao lắm thì không biết anh bên đó có cao hay không? Em cao bao nhiêu? Em 1m67. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m63. Ờ, tại chị thấy em cao mà, con gái mà 1m63 là cao lắm rồi. Cao hổn thì. À, cao hổn. Còn em mong muốn tìm một người vợ tương lai mình là người như thế nào? Hiền lành, chịu khó làm ăn, biết quan tâm gia đình và yêu thương em. Nhưng mà ví dụ như giờ bạn gái của mình đó là ở xa như vậy đó, thì em có thể sắp xếp cái điều kiện mà để thăm nom, để qua lại và để tìm hiểu nhau thì em nghĩ như thế nào? Có khó khăn lắm không? Không, em sẽ thu xếp được. Thật sự chị nói thiệt với em luôn, ngày xưa lúc chị còn trẻ là chị có trung tâm dạy nghề ở Biên Hòa, là cũng gần Tam Hiệp, chỗ bạn trai bên đây. Chị chạy xe Honda đi lên xuống mỗi ngày. Sáng chị ngủ dậy 6 giờ sáng chạy xuống dậy, 8 giờ chị dậy. Dậy xong chiều 5 giờ chạy về nhà. Tối vẫn đi chơi bình thường. Mà chị chạy đều đặn mấy năm trời. Cho nên chị nói thật với em, vì cái nhu cầu cuộc sống lúc đó là chị vì công việc, vì tiền, vì tình yêu nó còn mạnh hơn như vậy nữa. Cho nên thực sự cái chuyện đó chị thấy không có khó. Hai chúng mình về nhau thì sẽ đón mẹ về ở cùng luôn. Đó là sự chân thành của ảnh, tấm lòng của ảnh. Mình ghi nhận điều đó ha. Dạ. Mẹ ai cũng là mẹ thôi. Chị cũng rất là tôn trọng những cái người mà hiếu thảo. Rồi, cho chị coi tấm hình nè. Ok, bây giờ em hãy tìm đi ảnh ở trong đó đó. Còn cô gái này là ai đây? À, đây. Trời ơi. Đó, nhìn đi, có cổ ở trong đó. Rồi, theo em cảm nhận cô ấy là ai? Một cô gái cao 1m63 có trong hai bức ảnh này. Cô ngồi giữa và ngồi. Hay đó, em cảm nhận ảnh là ai? Nhiều quá chị ơi, nãy chị đưa em bển có ba người hả? Ừ, con quá trời. Rồi, chúng ta hãy giữ nguyên và chúng ta hãy nhìn xem cái cảm nhận đầu tiên của mình. Cái này cho vui thôi, mình đo cảm xúc mình tí xíu thôi mà. Rồi. Đương nhiên như em nói là ảnh đã chọn em là đúng, nhưng mà em chọn thì sai. Tại vì thật ra em đưa hình khó quá, mờ rồi mà em còn ngồi mà đông người nữa, người ta chọn không ra là đúng. Tặng em bó hoa. Em tặng anh. Chúc anh mỗi ngày là những niềm vui. Bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian để chúng ta có thể vừa trò chuyện với nhau, thưởng thức một buổi ăn trưa với nhau thật là ý nghĩa. Xin mời hai bạn. Rồi, trang trí rất là bắt mắt. Nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Đây là món cá thu nướng rơm Nhật Bản. Đó, đây của nhà hàng Fiumer, một món ăn rất đặc biệt. Mời hai bạn thưởng thức, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Rồi, chút xíu nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời. Dạ, mời em. Anh ăn món Nhật bao giờ chưa? Anh chưa. Thực sự món Nhật là đa số là cá không hả? Mẹ em bây giờ khỏe. Mẹ em không có đi được, đi lại thì khó khăn lắm. Em ăn đi. Không thích ăn cá. Không thích ăn cá. Dạ. Bố em mất lâu chưa?
31 5 năm rồi. Cái chuyện em bảo mẹ yếu thế thì lo mẹ thì cũng sao, anh cũng thiếu tình cảm bố lúc từ nhỏ rồi, bây giờ chỉ còn mẹ thôi, cho nên anh vẫn biết quan tâm mẹ, cho nên là em không phải lo cái chuyện đấy. Em thấy là không thể rồi đó, tại vì á, nếu như mà lấy nhau á thì anh đi làm, em cũng đi làm, phải có một người túc trực ở nhà cho lo cho mẹ. Thuê người có sao đâu. Thuê người hả? Ừ. Thuê người, người ta chăm có bằng mình không? Thế em đi làm à? Nhưng mà em đi làm mà em chăm sóc mẹ đâu? Em làm theo ca mà. Những lúc không có làm thì em ở nhà, thời điểm đó thì em chăm sóc. Nhưng mà thuốc thang gì thì em cũng biết. À. Dạ, mỗi lần lên huyết áp hay gì thì em biết cái thuốc gì đó em cho mẹ uống. À. Dạ. À, em thế anh thấy nào? Anh thấy nào? Nếu như em chê thì có lọt lỗ tai không? Không, anh thích người nói thật lòng cả. Chưa nhận xét gì được đâu. À. Mới nói vài câu làm sao nhận xét được? Thế cho anh hỏi là quan điểm về tình yêu thì em nào? Về tình yêu thời buổi này thì không thể nào mà tú liều tranh hai quả tim vàng được. Cả hai cùng phấn đấu cho cuộc sống, cho gia đình. Rất muốn như em. Trời ơi, có hai miếng cá hả? Ông ăn đại một miếng bự cho tôi coi coi. Tôi thèm muốn chết, tôi không có ăn. Có rồi ăn đó. Rồi mà còn nhín nữa. Với cái khoảng cách địa lý có rút lại được bớt cái e ngại đó chút nào chưa? Đường đến số em thì em không phải lo gì. Nhưng mà cổ chắc cổ cũng lo cái đường đâu. Nhưng mà cổ lo ví dụ mà có kết hôn rồi sống như sao đó. Mẹ em á cũng giống như mẹ anh, cái đó không phải lo cái chuyện đó. Nhưng mà anh cứ thích tưởng tính thật, có chuyện gì hai vợ chồng nhỏ hoặc lớn gì thì đều nói chuyện với nhau. Rồi, có thể là như vậy, nhưng anh này rất có lòng. Thôi bây giờ mình hỏi phụ huynh đi. Thì hôm nay là ảnh đi là có mẹ đi theo nữa. Hỏi thử xem cái khó này mẹ anh có thể có phương án nào giải quyết không ạ? Dạ con mời cô ạ. Em hôm nay đi với ai? Dạ em đi với bạn. Bạn, rồi mời bạn em vào luôn nhé. Mời em. Dạ. Trời ơi, 11 tuổi bà đô dữ ha. Bà nội nuôi cô bọn ngon lành rồi nha. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị hãy đón xem chương trình Hẹn Ăn Trưa nè, ghép đôi thần tốc trên ứng dụng NetLove, kết nối yêu thương. Con tên gì? Con tên là Vũ Hạ Đăng. Rồi con chào cô đi con. Con chào cô. Giỏi, con đang học lớp mấy? Con đang học lớp 5. Nay con hiểu ba con đang đi đâu, đang làm gì không? Đúng mà con. Con hiểu ba con đang làm gì không? Ba con đang làm gì đây con biết không? Con biết không? Sao vậy? Sao vậy? Nói cho cô Tường nghe coi. Sao nè? Sao? Con muốn lấy mẹ. Hả? Con muốn lấy mẹ. Đứt nở rồi hả? Mẹ bỏ hai bố con đi. Ừ. Rồi cô Tường hiểu rồi. À, bố mà tìm được một cái người để mà tìm hiểu rồi sau này mà có thể người đó làm mẹ của con vui không? Không có. Rồi giờ con nói gì với bố nè. Bố ơi, bố cố lên nè. Làm sao bố cố gắng đem mẹ về cho con nè. Bố ơi, cố lên lấy mẹ về cho con. Trời, con kêu bố cố lên thì con phải sung lên. Đúng con. Thương quá. Rồi. Ừ. Thôi đứng đây với cô Tường, Dạ thưa bác, bác nãy giờ bác lắng nghe câu chuyện của cả hai bạn thì bác có suy nghĩ thế nào ạ? Có xin các trường với hả? Đây là cháu mẹ và cháu Quang. Thì cháu đúng là nghĩ bố cháu nó sớm mới kiểu nghĩ khổ nó lấy cô vợ thì về đúng là cũng chiều mấy lắm, chả để ý chứ cái gì cả. Lúc thấy cái thì rỡ ra thì đúng là cũng giả nợ nần nên là tự nhiên bỏ đi, nghĩ thương cháu thế cũng lúc mãi bỏ lấy vợ, rửa chán chả lấy vợ tốt tử tế thế mà tự nhiên bỏ. Thế hôm nay bác nhìn thấy cháu gái bên này thì bác có nhận xét gì không ạ? Có, nhìn thấy cô bên này trông hiền lành và trông xinh. Thế thì cơ được thì thầy làm dâu và thì bác đồng ý. Em nói với bác một câu đi ạ. Nói chung là tính em không có sợ lỡ nhiều á. Gặp người lạ nè, em nói với chị rồi, gặp người lạ em nhát. Hay là bây giờ
giờ nói chuyện với người lớn ngại ngại, bây giờ nói chuyện với cháu nè. Con tới con chào cô nè, rồi con hỏi thăm bé vài câu chắc là ok nè. Chắc chắn thế nào con cũng có mẹ mà ha. Rồi cảm ơn con. Rồi hồi nãy giờ em đứng nghe câu chuyện của hai bạn này thì em cảm đứng đây với nội nha, thì em thấy như thế nào? Con em thấy thì hoàn cảnh của anh với lại nội với lại bé thì đáng thương, em thì thấy thông cảm cho gia đình của anh. Rồi em thấy anh thì cũng hiền, cũng vui vẻ, có là người của gia đình, cũng yêu thương vợ con. Thì cái hoàn cảnh của anh thì thấy là anh đúng là người chồng tốt đó. Nhưng mà hoàn cảnh đẩy đưa cho nên là họ mới gặp những cái sự cố như vậy. Còn riêng đối với chị Dung á, em là đồng nghiệp với chị Dung á, thì em thấy chị Dung á, tuy là chị Dung thì có hơi khó tính, nhưng mà cái khó tính đó thì lại là cái ưu điểm của chị. Có nghĩa là cái gì chị cũng cần cái sự hoàn hảo, nhưng mà chị lại là người là gần như là cái gì cũng biết hết. Không biết là anh á, họ ứng dụng mà anh mà có việc làm mà ở trong thành phố mà anh kiếm được đi, anh kiếm được thì em nghĩ là anh có thể làm việc ở trong thành phố, để có thể là ví dụ một cái nhà riêng để ở trong thành phố để chị có thể đi làm cho thành phố, rồi anh cũng đi làm thành phố. Chị Dung thì là mẹ chị đang bận nữa, mà nhà chị thì chỉ có mỗi chị Dung mà có thể chăm lo được cho mẹ chị. Thì em nghĩ là nếu anh thương á thì em nghĩ là anh sẽ cố gắng tìm cách là cho chị Dung ở gần mẹ thì nó ok hơn. Còn việc mà có thể không mua được nhà thì có thể ở với nhà chị Dung, hoặc là có thể ở một cái nhà chung cư, hoặc đó cũng là một cái phương án cái ví dụ nhà, vậy dạ. Thí dụ bây giờ ảnh vẫn làm công việc ảnh ở dưới, vì anh đây cũng có bà dạ, có cháu. Bác nãy giờ bác nghe con chia dạ sẻ không bác? Ví dụ giờ nè, bác có thể nào hỗ trợ, ví dụ như là bây giờ cặp đôi này yêu nhau thì giờ lấy nhau, mà hoàn cảnh mẹ bạn Dung thì là như vậy, nên là cũng đứa con có hiếu thì mình cũng trân quý, đúng không bác? Bây giờ em chịu khó, em là người chạy đi chạy về được không? Trong cái thời gian này phải để lo cho mẹ hai bên, được không? Đúng không? Hiện tại có cái phương án đó là tốt nhất thôi hà. Thế đón bà sang ở với hai bà xui ở nhau. Hai bà xui ở nhau. Thật ra chị nói thật sự luôn, mình nói đây mình bàn, mình nói như là làm khó các, không phải làm khó các bạn, nhưng mà mở ra những cái hướng. Và chị tin nếu như thật sự hai bạn có cảm xúc với nhau thì mọi khó khăn đều giải quyết được hết. Mới gặp mà mình phải cần có thời gian để mình nuôi cái tình yêu mình, nếu nó chín mùi tự khắc chúng ta sẽ có phương án giải quyết. Rồi cảm ơn em. Dạ con cảm ơn bác ạ. Cảm ơn con nha. Cười tươi lên để cho ba lấy vợ nha con. Trời ơi thương quá, tôi chịu trách nhiệm với cặp đôi này quá. Thôi bây giờ như thế này, hai bạn nắm tay nhau một cái được không? Chị muốn một cái cảm nhận cuối nữa trước khi chúng ta kết thúc. Hai bạn nhìn nhau 30 giây thôi. Rồi cảm ơn hai bạn. Khi mà mai mối cho những cặp đôi như thế này thì thực sự Tường rất là nhiều cảm xúc. Nãy giờ Tường cũng không muốn làm cho bé trai buồn. Vâng, con nên lấy mẹ về cho con. Nhưng thật ra Tường cũng rất là cảm động khi mà nghe những cái lời nói của một đứa nhỏ như vậy. Thường thì chị chỉ thấy chị cũng làm mai mối rất là nhiều cặp đôi rồi, nhưng mà tự nhiên thằng nhỏ nó làm chị rất là xúc động. Nhưng mà cũng không phải vì cái sự xúc động của một cái đứa nhỏ mà mình lại đưa ra cái quyết định không đúng. Em không phải bị áp lực và không chịu bất cứ một cái điều gì về cái áp lực đó hết. Chị mong muốn hai bạn đưa ra cảm xúc bằng thật từ trái tim của mình, suy nghĩ của mình là mình có muốn kết đôi với nhau và cho nhau cơ hội hay không. Mời hai bạn nhắm mắt lại đi ạ. 1 2 Hết thời gian. Em ơi ấn mạnh lại giùm chị. Rồi, đứng ra đi em. Thật là vui, thật sự Tường rất là vui luôn. Không biết hai bạn hạnh phúc được bao nhiêu, hạnh phúc như thế nào, nhưng Tường vui lắm. Hồi nãy thời Tường nói thật sự luôn là Tường kềm đó quý vị. Tại vì cái phim trường mình quay nó cũng nhỏ thôi. Từ đầu chương trình Tường ngồi đây Tường trò chuyện với bạn trai, nhưng mà Tường đã thấy những giọt nước mắt của mẹ bạn trai ở ngoài, là Tường cũng đã cố kềm cái cảm xúc rồi. Bởi vì Tường không muốn đôi lúc có những cái giọt nước mắt nó không đúng lúc, nó làm thay đổi cái suy nghĩ của người khác. Thật sự chị nghĩ là chị sợ em không bấm nút. Chị nói thật lòng, chị sợ em không bấm nút. Tại vì chị sợ em ngại. Nói thật sự nó quá nhiều cái khó khăn. Đã một bạn trai đã gãy đổ, đã có con riêng, trong khi em là chưa lập gia đình lần nào, mà đã vậy còn cái khoảng cách địa lý thì xa nữa. Chị rất sợ là em không đồng ý,
Nhưng mà nếu chị im lặng, chị không tác động vào thì chị lại cảm thấy nó áy náy, nó cắn rứt. Nhưng mà chị sợ chị tác động nhiều quá, ví dụ như chị khóc hay là chị thể hiện nhiều tình cảm quá với bên này, thì chị sợ em lại cảm thấy áy náy và em bấm nút, nhưng mà thật tâm em không có tình cảm. Và bây giờ em bấm nút thì chị không hiểu là vì bất cứ một cái lý do gì. Nhưng trước tiên chị rất trân trọng em, vì chị đánh giá em là một người rất nhân hậu, một người sống rất tình cảm. Đó là cái mà chị cảm nhận lúc này. Hy vọng rằng là hai bạn sẽ có một cái khoảng thời gian tìm hiểu nhau thật sự có ý nghĩa. Và chị cũng hy vọng rằng một lúc nào đó hai bạn sẽ báo tin vui cho chương trình. Rồi, mời em qua đây. Mời bà luôn ạ. Con lên đây con. Bây giờ là vui rồi, còn đứng đây nha. Thôi không khóc con, không khóc. Sao con? Đều vui rồi, ba con có bạn gái rồi, ba con có mẹ tương lai rồi nè. Có mẹ rồi, không khóc nữa nha. À, kính thưa quý vị, đôi lúc trong cuộc sống à, thôi đây em qua đứng chính giữa đi. Con đứng chính giữa nha. Con đứng chính giữa đi, cặp đôi này nó phá lệ đi dạ. À, rất là xúc động đúng không quý vị? Hôm nay đúng là một cái ngày rất vui khi mà Tường được có cơ hội để mà kết đôi cho cặp đôi như thế này. Chỉ có một điều Tường muốn chia sẻ là trong cuộc sống có những lúc chúng ta có những lựa chọn sai lầm. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng và mọi thứ đã diễn ra như ý mà chúng ta mong muốn. Và chúng ta khi mà tiến đến hôn nhân hay là bắt đầu một mối quan hệ thì Tường mong rằng chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Với cái ngày vui hôm nay được ghi lại và cái điều mà trong sâu thẳm Tường vẫn mong muốn, bạn trai phải cố gắng hết sức để mà nắm bắt cái cơ hội ngày hôm nay. Hy vọng rằng em sẽ giữ được. Nha. Mình phát chương trình nói với bạn gái tức là không phải lo cái chuyện mẹ chứ gì cả. Anh cảm ơn cái đó. Dạ. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha, cố gắng nha. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Con cảm ơn bác, cảm ơn gia đình hôm nay đến ủng hộ ạ. Dạ vâng. Từ trước đến giờ khi mà Tường làm cái chương trình Hẹn Ăn Trưa, có thể đây là cái số mà làm cho Tường cảm thấy ấn tượng nhiều nhất. Luôn luôn cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ cho chương trình. Quý vị thấy đó, ngày hôm nay đã có những kết quả tốt đẹp như thế này. Chúng ta hãy tự tin lên vào cuộc đời, vào một ngày mai thật là tươi đẹp quý vị nhé. Chị sẽ gửi tặng em gái một món quà. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Dạ. Rồi gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Em rất vui bạn gái đã đồng ý nói với em. Về hoàn cảnh của anh, em thấy cũng không, và chút xíu nào đó chân thật qua lời nói. Mình nhắn lúc và cho đối phương cũng như mình một cơ hội để tìm hiểu. Ôi, rất là con buồn, con mẹ bỏ hai bố con đi rồi.